tại sân vận động José Álvarez mới toanh vừa được khánh thành trong một buổi tối tháng 8 năm 2003. Sir Alex Ferguson chuẩn bị kết thúc buổi nói chuyện trước trận đấu với các cầu thủ Manchester United về những gì sẽ xảy ra trong trận giao hữu trước mùa giải với Sporting Lisbon. Cuối bài phát biểu của mình, Ferguson thờ ơ nói thêm: "Ồ các cậu, còn một điều cuối cùng, họ có một cầu thủ chạy cánh trẻ tài năng, hãy chú ý đến cậu ta nhé. Anh ấy mạnh mẽ và rất nhanh nhẹn, nói chung là cậu ấy khá giỏi." Cầu thủ chạy cánh trẻ tài năng mà Sir Alex nhắc đến ở đây chính là Cristiano Ronaldo. Trong 90 phút tiếp theo, anh sẽ có trận đấu của đời mình, kiếm được một suất chuyển đến Manchester United chỉ trong vòng vài ngày. Mang áo số 28 ở trên lưng, đeo niềng răng và có mái tóc rũ rượi như đĩa mì spaghetti cùng đôi chân dẻo quẹo, cựu hậu vệ Man United và tiền thủ Pháp Michael Sinversi nhớ lại: "Đó là một cậu bé chẳng ai biết đến và cậu ta xé nát chúng tôi trong cả trận đấu. Không ai có thể đến gần cậu ấy thật tuyệt vời." Lúc đầu, thậm chí còn không có ai nghe nói về Ronaldo, nhưng cuối cùng, mọi người đều biết về cậu ấy. Các cầu thủ Manchester United có thể đã bị bất ngờ, nhưng các tuyển trạch viên và giám đốc thể thao của hầu hết các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu đã biết về Ronaldo trong vài năm. Ngay sau khi anh đến Lisbon, Bồ Đào Nha ở tuổi 12, các báo cáo bắt đầu phát ra về tài năng trẻ hiếm có với cái họ rất quen thuộc và nổi tiếng toàn cầu nay. Những câu chuyện huyền ảo sẽ lan truyền khắp châu Âu về cậu bé có tất cả tốc độ, sức mạnh, sự cân bằng và khả năng lướt qua các cầu thủ. Đến năm 17 tuổi, Ronaldo bắt đầu định hướng cho tương lai của mình bằng việc chiêu mộ người đại diện mới, Jorge Mendes, để giúp anh tìm cách rời Sporting. Trước mỗi trận sân nhà của Sporting, hàng loạt tuyển trạch viên từ những đội bóng lớn châu Âu đổ dồn về sân bay Lisbon để theo dõi Ronaldo. Mendes luôn tìm hiểu xem những ai có mặt và chủ động liên hệ với các tuyển trạch viên. Arsenal khi ấy là đội đầu tiên tiếp cận Ronaldo. Tuyển trạch viên Damien Comoli của pháo thủ đã biết về Ronaldo từ năm anh 15 tuổi, trong khi chuyên gia săn lùng tài năng Francis Cazigão của Arsenal luôn có mặt trong các trận đấu của Sporting. Nhưng pháo thủ khi đó không hề có nhiều tiền chuyển nhượng do dồn toàn lực để xây sân mới Emirates. Tiếp đó là một loạt những đội bóng như Inter Milan, Valencia, Barca, tất cả đều xuất hiện với những đề nghị hấp dẫn. Juventus thậm chí còn đưa ra một bản hợp đồng chính thức và mọi thứ chỉ đổ bể về thương vụ đính kèm. Bên cạnh Juventus, cũng có một đội bóng Italia khác là Parma Calcio đã gửi lời đề nghị trị giá 7 triệu bảng cho Ronaldo và sẵn lòng để anh ở lại Sporting thêm một năm. Cũng như Arsenal, Liverpool cũng quan sát gắt gao Ronaldo. Trợ lý huấn luyện viên của Liverpool sau đó Phil Thompson thậm chí đã bay đến Lisbon và có một thỏa thuận miệng. Thompson quay trở lại Liverpool để thảo luận với huấn luyện viên Gerard Houllier và các quan chức của câu lạc bộ nhưng vẫn không kịp làm gì. Đầu năm 2003, Ronaldo cũng gần như chuyển đến Arsenal. Anh thậm chí đã đến Bắc London để gặp huấn luyện viên Arsene Wenger và có một chuyến tham quan sân tập của câu lạc bộ. Arsenal đưa Ronaldo cùng Mendes và người mẹ Dolores tới London thăm sân tập, gặp gỡ Thierry Henry và dùng bữa cùng Wenger. Một khoản phí chuyển nhượng 8 triệu bảng đã được ấn định và Wenger thậm chí còn mời Ronaldo vào văn phòng và khẳng định anh có thể khoác áo số 28 như mong muốn. Nhưng cuối cùng các câu lạc bộ này không thể hoàn tất vì Mendes cố tình trì hoãn. Vào năm 2014, Wenger đã nói về sự hối tiếc lớn nhất của mình chính là không thể ký hợp đồng thành công với Ronaldo. Điều vẫn khiến ông đau đớn đến tận ngày nay. Còn Manchester United thì sao? Họ không có trinh sát, nhưng có Carlos Queiroz, người đến Old Trafford để trở thành trợ lý mới của Ferguson. Chính Carlos Queiroz đã nói rằng Sir Alex cần để ý đến cậu bé này. Theo ý tưởng của Carlos Queiroz, người nắm rõ bóng đá Bồ Đào Nha như lòng bàn tay, Man United thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Sporting. Theo đó, hai đội có thể chia sẻ những thông tin liên quan đến tuyển trạch, phát triển cầu thủ ở tập luyện. Mối quan hệ đặc biệt giúp Man United trở thành đội khách đầu tiên tới đá khai trương sân mới Estadio José Álvarez của Sporting. Vào lúc ấy, Ronaldo đã là một trong những tài năng trẻ được chú ý nhất châu Âu. Quỷ đỏ biết sức ép cạnh tranh lớn đến nhường nào. Vào hè 2003, Ronaldinho vừa từ chối Man United để đến Barca. David Beckham đã rời Old Trafford để tới Real Madrid, trong khi Joan Verón cũng đang trên đường tới Chelsea. Jorge Mendes đã sớm dặn dò phía Sporting phương án đàm phán. Ông biết rằng Man United có tiền và muốn Ronaldo, nhưng đồng thời cũng muốn biết kế hoạch của đội bóng dành cho thân chủ. Nhưng vào một ngày trước trận đấu, Sir Alex Ferguson thực tế đã có buổi ăn tối với các giám đốc của Sporting và Jorge Mendes. Sau bữa ăn đó, Sir Alex và Mendes tiếp tục có cuộc nói chuyện kéo dài 2 tiếng đồng hồ và cuối cùng cả hai đi đến một thỏa thuận. Man United chiêu mộ Ronaldo với bản hợp đồng 5 năm, nhưng cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ ở lại Sporting thêm 1 năm. Điều này khác hoàn toàn với những gì báo chí hay kể về thương vụ của Ronaldo. Với các cầu thủ Man United,
họ đã có chuyến du đấu đến Hoa Kỳ trong 3 tuần trước đó. Sự thật là tất cả cầu thủ đã sẵn sàng về nhà, nhưng vẫn phải thi đấu với Sporting Lisbon theo hợp đồng. Họ chỉ coi đấy là một trận giao hữu như bao trận giao hữu khác. Nhưng rồi không một ai góp mặt trong trận đấu ấy sẽ quên được nó. 19 năm đã trôi qua nhưng ký ức về những gì đã xảy ra vẫn còn nguyên vẹn. Xin phép bắt đầu trận đấu ở trung tâm hàng thủ của United cùng với Rio Ferdinand. Trong vòng vài phút, sự chú ý của họ đổ dồn vào cầu thủ thiếu niên bên cánh trái đang khao khát gây ấn tượng. Tôi chưa bao giờ nghe nói về Ronaldo, nhưng ngay khi cậu ấy có bóng, cậu ấy đã dễ dàng đánh bại các cầu thủ ở cánh trái hoặc cánh phải. Cậu ấy rất nhanh nhẹn và khéo léo. Tất cả chúng tôi đều hơi sốc. Tôi nhớ rằng mình cảm ơn Chúa vì tôi đã chơi ở trung tâm chứ không phải được xếp đá hậu vệ cánh. Ngay lúc ấy, Ronaldo đã biết mình sẽ chuyển đến Man United rồi. Chỉ là anh đang cố gây ấn tượng thêm mà thôi. Không phải Quaresma, mục tiêu của Man United khi đó đã là Ronaldo. Sau khoảng 15 phút, những cầu thủ trên băng ghế dự bị của Man United bao gồm Roy Keane và Ryan Giggs đều lắc đầu há hốc mồm, không tin vào những gì mình đang xem. Trong khi băng ghế dự bị của Quỷ Đỏ được tận hưởng một buổi tối giải trí xem bóng, thì John Oxy chơi ở vị trí hậu vệ phải và phải trực tiếp đối đầu với Ronaldo chắc chắn là không. Thậm chí Oxy còn được bảo là đã bị tiền đình đến mức Roy Keane và Rio Ferdinand khi đó còn đùa rằng cậu phải đi gặp bác sĩ để phục hồi hơi thở của mình. Ryan Giggs, người ngồi trên ghế dự bị trận đấu đó nhớ lại, khả năng giữ thăng bằng của Ronaldo làm mọi người ấn tượng. Cậu ấy có một đôi chân tuyệt vời dù vẫn còn lạm dụng kỹ thuật. Ronaldo như dính bóng vào chân, nhảy múa xung quanh tất cả các cầu thủ Man United. Sporting đã kết thúc với chiến thắng 3-1. Nhưng điều đó đã giảm bớt tầm quan trọng so với ấn tượng mà Ronaldo đã tạo ra. Sau đó là những câu chuyện kinh điển như Phil Neville bước thẳng ra khỏi sân và đến gặp Sir Alex trong phòng thay đồ để nói ông ấy ký ngay với Ronaldo. Câu chuyện được kể lại nhiều trên báo chí là trong phòng thay đồ cũng như trên chuyến bay trở lại Manchester. Các cầu thủ MU đã lần lượt tìm tới Ferguson để thuyết phục ông thầy ký hợp đồng với Ronaldo. Nhưng thực tế là Ferguson đã quyết định sẵn rồi. Ông chỉ phải thay đổi một quyết định nhỏ trong đó. Ferguson vốn gửi một tin nhắn ngắn gọn nhưng xúc tích cho Kenyon rằng: "Cậu nhóc này cần về luôn với chúng ta ngay, tức là không phải đợi thêm một năm cho mượn nữa." Ronaldo biết Ferguson muốn nói chuyện với mình và đi vào phòng thay đồ, nơi ông thầy người Scotland giới thiệu anh với mọi người. Sau đó Alex Ferguson bảo tôi rằng: "Tôi muốn có cậu ngay." Sir Alex khi đó biết cả Arsenal và Liverpool đều đang âm mưu làm gì đó và ông phải nhanh hơn các đối thủ. Toàn đội trở về Manchester trong khi Peter Kenyon ở lại Lisbon để hoàn tất hợp đồng. Ban đầu Manchester United đã lên kế hoạch ký hợp đồng với Ronaldo và sau đó cho Sporting mượn anh một năm. Bây giờ họ muốn anh đến Manchester ngay lập tức. Sau trận đấu, họ đã đồng ý trả cho Sporting 12,24 triệu bảng, một kỷ lục với một cầu thủ thiếu niên. Trong một căn phòng nhỏ bên trong sân vận động sau trận đấu, Ferguson đã nói chuyện và chính Ferguson còn hứa với Ronaldo rằng chính ông sẽ chăm sóc anh và cho cầu thủ người bổ ra sân chơi hàng tuần. Cam kết như vậy chẳng giống Sir Alex một chút nào. Nhưng có vẻ ông đã có một linh cảm đặc biệt về người mà mình quyết định sẽ trao chiếc áo số 7 huyền thoại cho. Thế rồi mọi thứ đến thật nhanh và hai ngày sau, Ronaldo nói chuyện với một thành viên ban huấn luyện của Man United và họ đưa anh đến anh. Tại Manchester, Ronaldo đã ký hợp đồng và tin tức này khiến các câu lạc bộ khác thực sự sốc. Trong chuyến tham quan sân tập Carrington của Man United, Ronaldo mặc một chiếc áo đấu màu sáng đã gặp các đồng đội mới của mình. Ronaldo vào John Oxy và John nói đùa: "Cậu nợ tôi, vì tôi đã giúp cậu chuyển tới câu lạc bộ này nhanh hơn." Các cầu thủ Man United khi ấy chỉ thấy một cậu bé nhút nhát ngoài sân cỏ. Nhưng Ronaldo đã trở nên tự tin ngay khi tham gia tập luyện cùng đội. 10 ngày sau khi chơi cho Sporting trong trận đấu đó, Ronaldo có được màn ra mắt đầu tiên tại Premier League với chiếc áo số 7 mang tính biểu tượng ở trên lưng. Ronaldo vào sân thay Nicky Butt trong trận đấu gặp Bolton và nó mở ra một trong những hành trình vĩ đại nhất. Vài tháng sau khi ra mắt Manchester United, Ronaldo đang ngồi trong bể sục bên cạnh Silversea sau một buổi tập tại Carrington. Silversea nói với Ronaldo rằng anh có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và một ngày không xa, Ronaldo sẽ giành được quả bóng vàng. Ronaldo chỉ nở một nụ cười thật tươi với câu nói ấy vì anh nghĩ rằng đó là một câu nói đùa để truyền động lực. Và chúng ta đều biết, đó không phải là một câu nói đùa, nó đúng là như vậy.